thằng này đây là gì? Cái này dịch thẳng nè, cũng như là mới khởi động thôi. Chặn mấy bản. Kìa kìa, lúc bản đây, đi lúc bản luôn. Chặt quá bản. Thấy. Hai ba con luôn, quá trời luôn. Đây đây bạn con em coi cái đó. Quá trời sóc qua hết đứt được quá. Mày hai buổi. Hình. Hay quá Minh. Ổng ngoài. Ta, hay quá B. Nó làm cho cục lụm này nè. Té rồi. Bê té rồi. Chắc rồi, té luôn rồi. Bao nhiêu đầu mà. Đèn con nữa. Quá trời anh em ơi. Lụm nè. Mày hả bưởi. Ê, mình năm sáu con rồi đó. Lượng bằng bao thôi chứ mà. Trời ơi, sóc. Hai con. Hai con lận. Để tao dưới này các bay. Bộp một em. Không, lụm. Đứng im. Bộp. Té tay. Rớt. Chuẩn bị chật nè. Hết nguyên cái đầu nè. Nguyên cái đầu nè. Rồi chết rồi, xong rồi. Rớt. Buông tay mình ơi. Rồi, hello chào mọi người. Đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay là mấy anh em mình lại đi ra ngoài Nam Du nha anh em. Đi ra săn sóc ngoài Nam Du. Đây là team của mình. Mấy anh em mình sẽ leo lên trên núi á. Những này sẽ leo lên tuốt núi đi săn sóc một trận. Này bỏ mấy bà ở đây. Mấy bà đứng dưới chụp hình dưới kìa. Đây có nhiều view rất là đẹp nha anh em. Bây giờ mấy anh em mình sẽ đi săn sóc. Ở đây bà chủ quán bà chỉ trên này nhiều lắm. Đi săn ơi. Kìa. À thông để không để thấy ta kẹt chưa? Hả? Cái nhánh đưa ra đó. Cái nhánh đưa ra. Cái cây bên kia, nhánh bên kia. Lên trên. Thấy rồi. Thiệt tự đeo kiến mấy độ luôn mà nó không thấy. Em không thấy. Dạ ngồi xuống góc, anh bao qua đây ngồi góc. Mình ngâm lên quay lên. Má nó chèo chưa thấy. Đây coi phần thể hiện của Thông nè. Đây Thông bắn nha anh em ơi. Một viên. Đừng làm áp lực cho nó thủ. Áp lực cái gì bắn dở thì chịu thôi. Mồm điêu. Có cô ra coi nữa nè. Hai viên. Ok, quên cái đổi góc. Nó né luôn hả? Con tắc kè. Cô còn hỏi. Còn hỏi bọn kia bắn lá kìa. Đâu rồi? Cho nó đu ngay thân nhà ba. Đây ơi, kiếm đây coi. Nó nằm ở trên kìa. Ca này hơi khó nghe. Nó khôn dữ vậy trời. Lú được cái chút xíu luôn. Nhỏ hơn cái đầu con cu nữa. Mình xử lý đó. Rồi để anh xử lý nó cho. Móc tưng ra luôn nè. Mày. Bên đây nè. Bên đây bòi cái vô cái đít á. Anh Thông. Bên đây bòi vô đít nè. Nó mới tưng ra. Còn tay nè. Dẫn rồi. Trời ơi. Bắn cái giò nó đó. Đó, không bắn ghê ta. Để bắn cái họng luôn. Tiếp đi Thông. Chọc. Em làm chọc anh nè. Hai con đậu ngon. Bắt luôn. Mày vô cây dữ vậy. Bắn nặng vô nó giặt ra, nó văng ra. Sao gì? Ngồi ra nó rớt gì? Nắng dày đụng tu rớt gì đó. Mày gì? Tòng đen đen, bắn sao mà trúng cái giò sao á. Nó mới rớt. Đi. Vô chạc. Trời ơi. Nè trúng nè. Rớt nè, bắn vô cây văng ra luôn à. Mày hút chút. Hút chút. Để
tôi canh cái giòn sao mà nuôi gớt mà. Trời ơi, thiệt trịnh canh giòn sao mà dở dữ vậy, không có gớt đâu mày. Thiệt tình chứ, thì bởi canh cái chân sao nè, nhìn đạn véo véo đó không à. Đó. Thông. Lắm. Rồi. Lắm đi. Bây giờ bịt thấy. Đi tiếp, đi tiếp. Cái này là cũng như là mới khởi động thôi. Mình vô trong kia sốc mới nhiều. Con tắc kè màu xanh màu đỏ. Em bắt về em nướng chui luôn. Rồi đi tiếp anh em, bây giờ mấy anh em mình sẽ vô cái điểm sóc nha. Đèn sắp đèn, xe, dựng xe thái. Từ từ. Từ, gốc bắn. Dựng xe sát cho thấy. Đi kìa kìa. Nha, đi xuống dưới ruộng mới được. Từ sóc rồi từ bắn. Nó xuống đây nó ăn xài nè. Chặn mấy bánh. Kìa kìa, lúc bánh ơi, đi lúc bánh luôn. Giặt qua bánh. Giặt bánh chân đầu á. Lúc trước luôn thông ơi. Kìa, lên cái cây chôm chôm hay gì kìa. Dạ, sang sắp đen anh em ơi, phát hiện nè. Lên cây xài bự á. Chúng hồn chết. Đâu thông? Chạy lại chặn đầu đòn đặng. Để lại. Lúc đằng kia luôn hết không? Đúng rồi. Cái cây ok. Chạy tới này anh em ơi. Đâu bay? Ê, ổ ong ơi bê ơi. Gì vậy? Ổ ong gì á? Ông gì vậy? Cái gì? Vàng vàng hả? Ủa ông gì vàng nguy hiểm mày? Đâu có thấy đâu. Cái xài nào? Chưa thấy. Có nhiều đường chạy quá anh em ơi đi. Hả? Con nào gãy vô dưới nữa. Không mất đâu. Mày hả bụi? Hình một thằng. Ê, ê. Một em. Không nặng thấy nữa. Được một em nữa anh em. Chạy kích. U xuyên sống mà. Hả? Đâu không? Còn không? Thấy không? Cái vừa nào? Cái này hả?
Ủa đâu vô trong cây dừa này? Một con. Thì sao vô cái dừa luôn mới được? Phúc hả? Vô cái cây dừa hả? Đâu 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 đưa ra. Đâu? Nó làm gì? Lật vô, thập vô. Nãy nó nhảy qua tàu này nè, rồi nó xuống đó rồi đó, vô trong trong đó. Xuống dưới. Gì nữa? Gì không? Gì không? Con cây. Gì cái cây bạn dễ ăn rồi. Từ từ. Kiếm nó mày được. Nó lên cây dừa cao luôn rồi. Lên cây dừa cao rồi. Ê còn con bên cây bàn, im. Hai con này anh ơi, hai con rồi tới. Đeo đây rồi. Để đậu cây dừa ta. Trời ơi trời. Nó nhanh. Cây dừa thấp. Nó lẻ. Nó kích lẻ quá anh em ơi. Mày trời ơi vô cái cây. Đừng có nổ. Chạy nghe, nó lên cái dừa cao rồi mất á. Bắn lại, chạy lại. Trời ơi Thông ơi. Hai con lên cái dừa cao chân rồi. Rồi qua bến luôn rồi kìa. Ba con rồi. Im. Anh thấy mẹ nằm bè dừa luôn có chút xíu cái đuôi sao bắn. Từ từ nghe. Tôi kiếm kẻ. Thiệt ca khó thiệt chứ. Rồi nhích luôn nữa à. Em. Trời ơi, nó chen vô rồi, dí qua bên đây. Bên bển, không. Hay quá Minh. Đây, khoan, nó núp, từ từ. Nó lú cái vỏ không à. Khoan, để tao leo lên, xuống lên. Sang, quặng vừa xuống sang. Mày nó chạy hết nổi à. Im đi. Nó nghỉ mệt là bắn cho nó gớt à. Mày hai ba con luôn sang ơi. Trời ơi sang ơi. Đây bạn con em coi cái đó đây. Quá trời sóc rồi hết đứa được bắn rồi. Nó lên tập vừa rồi. Nó qua cây cao. Em coi con bên cây đó đi. Rồi con này để chạy thôi. Con đi nữa rồi. Không còn con đó là này rồi. Con em má. Ừ. Con hả? Nó qua cái xài nè. Người ăn đâu? Đâu được. Rồi thùng đất hàng gì? Thùng đất rồi nãy giờ bắn không có trúng. Nó nhảy kìa, nó nhảy kìa. Thì ráng bắn thôi, thùng đất nãy giờ bắn đạn lệch. Rồi bắn đúng cái mọc nó rồi. Để thay thùng cái ơi. Hàng gì bắn nãy giờ chặt lắc. Đâu thấy không? Hai con. Trong cái cục cây trầm gửi á, để tao thay thùng cái. Nè, con này ở đâu ạ? À? Con này anh B bắt. Còn con anh bắn bỏ rảnh nó kìa, lụm luôn. Trên đó đó. Để anh thay thùng cái. Rồi, thay thùng xong anh em. Bỏ luôn, bỏ gùi luôn nha. Bây giờ nó quá trời. Nó luồn trong mấy cái lùm kìa. Quá trời cây rồi sao bắn. Này tẹt cây á. Dí con nào chết con nấy đi. Đó, qua cây sai. Từ thôi. Để tao vô. Quá trời sốc luôn. Sốc đây nhiều dữ vậy trời. Dạ. Đâu rồi, nó chạy lên đó đâu rồi, hết thấy rồi. Dạ được hai con rồi. Dạ được hai con rồi chú ơi bác. Dạ. Giờ nó ăn quá trời luôn hả? Ở đây đang giống con nè, trên đọt nè. Ủa giống nè, giống con trên đọt nè, thử đi. Đó, trời ơi. Cái đậu bắn cái đuôi, ok thấy mày rồi.
Đó, B. Bỏ cái gùi không có bắn được gì hết. Trời ơi, nó nhảy qua bên kia, nhảy qua bên kia. Kìa kìa, trên đầu ông sáng kìa, trên đầu ông sáng kìa. Qua trời hết cái đường bắn rồi. Trời ơi, rồi rồi, lên cây đó rồi. Sáng ơi, sau lưng em, trên cây, sau lưng. Trời ơi, thiệt tình chứ. Đừng, 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 đừng. Qua cái dừa. Qua cái dừa này con nè. Kìa kìa. Qua, qua, qua. Ngang thao ngoài, ngang thao ngoài. Anh sau lưng mày kìa. Anh sau lưng mày đó, đó. Thảo ơi, Thảo ơi. Mày, trời ơi. Im, 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 im. Đừng, đừng đóng, đừng đóng, đừng đóng, đừng đóng. Đây nè, đây nè. Từ từ thôi. Thấy à, thấy à. Con kia chạy theo á. Quá trời sóc luôn mà vẫn không được. Con ổng mà. Ta, hay quá B. Hay quá B. Không, 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 không. Nó chạy đó không. Chưa, 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 chưa. Nó làm cho cục lụm này nè. Té, té rồi. B, 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 té rồi, B, B, B. Té nữa kìa. Chụp luôn. Chụp luôn. Bê con tao con đâu mày, cái con của tao rớt xuống đâu. Em bắn hai con rồi đó. Anh một con đâu nè. Đây hai con rồi. Lụp lụp. Xử lý con kia đi. Chết chưa? Con đó chết chắc rồi, té luôn rồi. Bắn vô đầu mà. Còn con nữa. Quá trời anh em ơi. Nằm cái đuôi, giật cái. Đây nè, đây nè. Chiến lợi phẩm nữa nè. Nè, gom lại, quá tay rồi, bữa nay lúc cán rồi. Lúc. Ê, đâu cái, đưa lên em xem cái. Em bắn đứa con, anh ta bắn đứa con là bà chứ. Ba. Nó đem bên kia rồi. Nè, cầm 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 không? Đâu? Trời, bắn đậu lông luôn hả? Trời ơi, sóc bắn đậu lông luôn ghê thiệt. Chặn đầu B, chặn đầu B, chặn đầu B. Lúc lăn luôn, lúc lăn luôn B. Đâu vậy? Đó, B, 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 B. Thấy không? Có thấy anh. Mày què cái giò gì coi. Đâu bé? Còn thấy không? Gãy giò ai, gãy giò. Đâu ai? Quá trời sóc. Không thấy nè. Ờ à, thấy rồi, cái mu lưng. Khó, đậu luôn cái mu lưng núp mà. Hay. Ở trong lùm là dễ chơi. Mày. Bê bê bị thương rồi đó bê. Đâu rồi? Kích đâu rồi, kích đâu rồi. Không thấy hả, à, bước bắn nữa. Mình đây phút rồi.
ngay cái cục này lên. Chị Thương ơi, chụp lại đó cái... Thay đi, thay đi, để tao kiếm á. Đó, cái giò nữa rồi, phát nữa rồi gớt à. Lụp nè. Mày gớt. Gớt, gớt. Mạnh dạn dưới chơi. Chạy hết nổi rồi. Từ từ, từ từ. Lên cái dừa. Lên dừa bê ơi. Hèn bê. Ừ. Chặn cho nó quay lại. Quay về. Đâu rồi? Đâu rồi, đâu rồi? Mày hả bưởi? Ê. Cái đuôi. Để cái đuôi lại. Một xuống. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ôi. Qua wow, bữa nay lúc cá rồi. Bữa nay mình bắn được rồi nha. Ê. Này mình cầm sát cá. Cầm bắn luôn. Để đuôi nghe. Con nãy viên một ngang mắt té con này cũng tiếp 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 tiếp. Đi 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 lại mấy vừa. Sạc đạn lên, đạn nhóc nè, lại đạn rồi. Ở đạn đây có. Đừng lo. Bơm lên đã chạy ra. Ở đâu? 6 con rồi, 5 con. Tổng cộng. Cộng hay bị bỏ quá. Đổ gá, đổ gá muốn tôi lấy. Chết rồi, đổ rồi. Rồi đây là mình 5 6 con rồi đó. Đựng bằng bao thôi chứ mà. Trời ơi, sóc đựng bằng bao luôn hả? Con. Em con, anh con, hai con. Ừ, B hai con, B B ba con. Hai con B đâu? Đó. Ê ê con sóc. Ê, tới. Rồi thông. Rồi báo không? Thông báo không? Báo không à? Rồi, tạo nó cái đi. Rồi, chết rồi. Ê. 2 4 bỏ vô bao luôn, bỏ vô bao luôn. 6 con. 6 con rồi. Quá xíu 6 con rồi. Quá tài đỡ rồi nha. Rồi, nãy nó chạy vô cái dừa cao này chưa? Còn nhiều lắm, còn nhiều lắm. Hồi nãy em bắn á. Mới bắn có một chỗ nghe anh em. Một chỗ không mà 6 con nghe. Chỗ này con cũng vừa má không? Rồi, để bây giờ. Cũng vừa má hết không? Nghỉ mà chút xíu anh em bắn tiếp. Nguyên cái ổ. Tạt nữa đi mình. Tẹt nữa. Quá trời cái ổ. Không kích đâu rồi. Kích rồi mình ơi. Mình đợi tới đây chưa nữa. Mà nãy mình bọc phải xa rồi. Tiêu rồi ơi. Không chạy tăng lên rừng luôn hay rồi. Ê, giờ mấy anh em mình kiếm tiếp. Khu này xong rồi anh em ơi. Giờ mấy anh em mình thu quân. Kiếm điểm khác. Đi qua điểm khác. Đi đường đồi núi nè. Săn sóc. Mệt vãi nồi luôn. Vô bắn là tay run luôn á. Không, nó lẹ lắm, không kịp rồi. Không kịp rồi nó mất tiêu rồi. Khá dữ lắm. Làm hết rồi, còn sót con chứ mấy. Da, cái da dễ đâm vào đâu. Không, bên đây nè. Thì biết rồi. Mấy anh em đi mệt nghe sang phát hiện còn nghe anh em. Nghe ui da này nghe. Nghe cây xanh đi ra, nghe cây xanh đi ra. Ui da. Nghe xuống dầu này nặng. Đây có nước biển này, nói chung không bị nhiễm trùng đâu. Ui da. Nó bắn xong là cái tay nó bụm tay kia liền à. Là giống như trên cầu bắn không bữa cái bụm á. Cái gì là bụm liền à. Rồi. Học đỉnh chứ mình làm sao con sổ một yên. Thế. Giờ nó tới đó rồi. Mày thấy có cái điều không? Sao thằng chứ làm sao con. Trời ơi, gán nữa chứ. Không có điểm.
hai con lận để tao dưới này ra bay. Kìa nó lên chạy lên đó mày ơi. Nó bay lên á. Trong cái lùm cây. Thương em luôn á. Cái lùm cây đông đông á. Kìa chạy ngược về kìa. Ở đây gió quá tao bắn không được. Ra biển gió quá rồi. Đúng rồi, bê. Té cái sạc dưới này rồi. Rồi, nó chạy lên đây. Nó chạy đây nè. Chui hốc đá rồi. Cái khoan từ. Mày hả bưởi? Bưởi, một viên nữa. Hết nổi rồi, bê ơi, hết nổi rồi. Băng. Thấy chưa? Thấy cái đường lên. Hai viên rồi. Ôi da. Đó, nó chị lên nặng rồi. Đó, hết hai viên rồi bê ơi. Tôi lên cái dốc này cái chắc chết luôn quá. Anh em ơi, hai phát rồi. Cái dốc này đứng sào bắn trời. Cái đường lên cái. Đi lúc con hải dài. Còn không? Lúc luôn hả? Xuống đất hả? Mày kiếm ơi. Con này nó không chịu vô hang đâu, nó chạy vòng. Vậy đâu hả? Ok, đi kiếm cây. Chỗ nào đâu? Cô chừng rơi mấy hốc đá, vô mấy hốc đá. Nó chạy nhanh mà, bắn trúng làm sao mà. Rồi đây có mấy hốc đá bê ơi. Tiêu rồi. Kiếm tiếp không tịch. Trúng mà nó không tịch. Đi. Thôi đi tiếp. Bây giờ mấy anh em mình tới địa điểm mới anh em. Đấy, nghỉ mệt cái, mới rượt coi. Bắn hai viên luôn không tịch. Luộc vô. Rồi động rồi. Thử đây, kiếm thử đi. Lên đó. Nó kìa. Thấy chưa? Rồi, nhưng mà đi vòng lên. Bây giờ vòng lên, lùa nó xuống. Nó âm thân kìa, nó mắc. Mình lùa nó xuống dưới mé biển này nè, mới ăn được đó. Mắc đuôi âm thân kìa. Rồi. Đi. Kìa nó đang âm thân kìa. Ê, đừng bắn bậy. Đi lùa. Đi đánh lùa xuống. Đừng bắn. Đi, lên sang, lên dí lùa xuống sang. Chân đầu. Nó vô ổ gì? Không, mình đi mé trên cái mình bắn cho nó chạy xuống. Kìa. Kìa nắng ra cái mặt con nó kìa. Đi từ từ thôi sao. Chết cha, nó vô rừng luôn rồi. Gai không à? Gai nó móc dữ lắm, gai ngược không à? Bây giờ kiếm sao mình lùa nó được vô. Chứ vô ra ngoài, chứ vô trong này là không có ăn được cái đâu. Chạy vô luôn rồi sang ơi. Ai biết. Sang đi lòng quá đây. Khó đây, trên này khó ăn lắm anh em ơi. Để mình kiếm mình dí xuống. Mới phát hiện nha, còn nữa anh em. Ồ, ok cây nha, cây tràm.
qua cái vườn con, từ từ cái chàm, từ từ nó đang qua cái vườn, nó đang qua vườn này nè. Ừ. Từ dí cho xuống dưới đi. Bỏ con đó đi, ở dưới đừng có bắn. Để trên này bắn dí xuống. Chưa thấy. Bên đây anh lá dừa bớt chệt à. À thấy rồi, thấy rồi. Ờ nó đeo thân ở bên, bên em thấy ở bên. Ê, nó nhảy lên kìa. Bên đây bích chịch anh không thấy. Bỏ con nào ra, bỏ đi, ở đây còn ba con. Kìa, tút bánh con nữa kìa. Kìa, cái con. Ở dưới đường có bắn. Ở đây một con, bên đó một con. Quá trời bịch rồi. Lùi. Nãy qua vừa đi. Kìa, nó đang chạy. Để cho chạy ra ngoài đi Quý ơi, đừng bắn nghe. Ừ. Cái vừa này nãy thấy ra chưa? Nó mới chạy qua rồi đó. Đâu, còn một con nữa. Chụp sắp một chụp. Ra chưa? Cái này ra chưa? Cái này hả? Nó chạy qua rồi. Cái này. Mới chạy qua chụp nữa. Còn con bên đây nữa. Giờ kiếm đường qua nè. Bốn con lận, nó kích á. Rồi đi. Đây lùa. Có chạy thấy mồi rồi, chạy đâu rồi. Rồi qua bên đây, dí cái tắt ngang nè. Chưa. Còn nó vô góc rồi. Từ. Ờ im từ từ, nó đứng im phải bắn. Đừng cho nó chạy về hai con. Hai con. Trời ơi nó chạy qua trời ơi. Chết nè. Minh chừng con đây Minh ơi. Chừng cái vừa á. Qua cái nào ơi? Là cái gì nhỏ xíu hả? Đâu rồi, tới đâu còn con ở đây? Nó trúng chưa? Cái nào? À thấy rồi, im. Bắn đi. Bóp 1S. Em, không, lắm. Đuôi. Ngay mỏ. Tán vô đầu, đâu? Trên đầu tao hả? Ê đây nè. Kéo. Dí bọc ra ngoài dí lại. Chết cha nó vô gừng rồi. Rồi. Vô đó là vô gừng hết ăn rồi. Mới hết sọt một con. Xuống luôn hả? Có bọng không á? Đâu biết đâu con thấy nó xuống thân á. Mới hết sọt con rồi đó. Có đường như vô hả? Tán vô đầu hết sọt. Đâu có nó xuống thân hả? Có đường lên. Kìa rồi. Xong Thái ơi lên trên đó đó, cả ăn cám. Đi luôn rồi, dưới mấy con như này đi. Con này nãy chậm vô Thái. Tạt cái đọt vừa đại đi, nó kích vừa không á. Mới hết sọt con rồi. Quá đẹp. Để mình mấy em mình tạt kiếm tiếp bên này. Đâu? Chói mắt cái mặt trời. Em bị chói. À thấy rồi. Chạy qua bên kia Thái. Đứng cùng cây bản Thái. Thấy. Ê đứng im. Búp. Té Thái. Qua đâu? Kê bắn vậy mới có ăn chứ. Đúng rồi có nhậu. Ăn rồi nhậu luôn. Ủa trái này hái chi anh? Thuốc hả? Hái ngâm rượu. Ngâm rượu hả? Cái này ngâm rượu là không uống bà khen á. Vậy hả? Sắp nó cũng cạp nè.
Rồi kiếm tiếp. Hai phát hai con à. Chạy. Sát thủ rồi kìa. Dạ. Mà nó bịch quá sao ơi, tụi em dí được. Em thấy nó ăn xài nó cũng quá trời luôn mà. Hôm qua em làm hai con rồi. Rồi, bữa nay là em làm là sớm giờ là từ 8 con rồi đó. Dạ. Hai con này nữa là 8 rồi đó. Rồi rồi kiếm tiếp đi, mình kiếm đi. Chắc còn nữa đó, nãy mấy anh động đây chắc theo xuống dưới đó rồi đó. Chết, trúng đầu rồi, té rồi. Đeo toàn tiền rồi. Rớt. Đợi một viên nữa mà chưa rớt luôn. Hỏi nó rồi rớt. Chưa chịu rớt. Rớt luôn. Rớt. Rớt. Có gì đâu giữ. Cái con thôi có gì đâu giữ. Súng mà vô đây sao chơi lại tụi em? Yeah, không, súng sao chơi lại bạn này? Một em nữa. Ba em chỗ này, ba em anh em ơi. Chỗ nào? Em đứng đó điện thông lên. Chỗ đó không qua đi được mà. Hết bi hả? Rồi. Trời, ba bốn viên tao làm hết ba viên rồi đó. Không. Chỗ này ba em. Lòi gột luôn. Con viên vừa lòi gột là viên bòi á. Rồi, kiếm tiếp anh em. Rồi em bắn này là đâu có thua xuống hơn 12 kg, xuống hơn 12 kg đâu bằng. Cái lông đâu có em để cho thẳng vậy. Đi qua đi với cái giờ đi nào ta? Con này à. Dạ, bắn có cái rồi sao. Thun bị găng à, thun bị găng à. Thun răng thay. Thay thay, mà thun nó đang ngay nữa uổng. Để thay vậy. Rồi, hết gặp anh em. Điểm này được ba em. Để đi tiếp. Giờ mình đi mình đi lạo về cái điểm kia nữa. Phê, hơi bị phê luôn nè. Lên thấy tôi phải chạy ngược xuống. Nghỉ ngơi chút xíu đi, uống miếng nước đi, đi tiếp. Đây con nè. Nó phân tới hả? Phân tới rồi đó. Xích tới nữa đi. Quá trời đường xá. Một con. Sạc. Trúng cái đầu rồi. Ôi. Trên đó có đường xuống không? Một con ơi. Sao lên đây ta? Ngay xuống luôn nè. Ngay cái cây mà chủ lũi á. Đầy lên dốc quá trời để tôi kiếm đường lên đây nè. Té rồi. Ngay lên ngay xuống. Đây tôi kiếm đường lên thử coi. Hả? Chết rồi. Để tao kiếm đường lên đây nè. Chơi vụ xị bỏ gọi quy. Để lên kiếm. Bắn. Mình sẽ bắn cây trên này nè. Cái nó gớt xuống đây. Nghe sạc như này. Giờ mình kiếm giờ không gặp luôn rồi. Cái dốc này nó đứng quá trời đứng. Nguyên cái vực thẳm leo từ dưới lên đây. Mà kiếm không gặp anh em ơi. Tiêu luôn, hổng thiệt. Giờ không biết lên hay xuống nữa. Giờ kiếm đường xuống về nè. Về điểm kia coi có gì nữa không. Không có gì luôn. Thì em sắp nữa nè. Một thằng vô điểm mới lụm liền.
dễ ăn dữ trời. Đâu rồi, đâu rồi? Một viên một. Rồi, dậy. Chịu chết. Mày hả bưởi, một viên vô đầu luôn anh em ơi. Một con. Có còn ăn nào nữa không? Chết đẳng mày nói là làng luôn á. Một viên vô đầu, một con, một số điểm mới nè. Cái điểm nãy mình guồng nè, bây giờ cái quần lại. Rồi, đi tiếp anh em. Để coi còn nào nữa không. Con nữa nè quý ơi. Đâu rồi? Ô. Dạ con kêu mấy nói với mấy sóc ông ơi. Đây con nè, đây con nè. Xuống xuống. Đâu hết rồi? Nó chơi cái cục ấy nè. Chưa, chưa bắn, tao bắn cho nhìn nha. Này cây không à, nếu mà trúng chắc cũng không chết đâu. Thấy chưa, thấy chưa? Còn, cây nó đỡ quá trời cây. Quá trời cây. Nó. Ừ. Ba cái cây ấy, ừ rồi, đúng rồi đó. Rớt. Hay quá Thông. Thông. Rồi leo lên nữa rồi, Thông ơi. Leo lên cây rồi, leo lên cây rồi. Cây đó, cây bự á. Ừ, ừ. Lên cây xài bự á. Hay quá, rớt mới leo lên ôm thân á. Ừ, nó mới leo lên thân nè. Ê, im. Tiếp nha. Đó, núp núp thân cây anh hết thấy rồi. Đó, im. Trời ơi, trời ơi, thiệt tình. Trời ơi, Thông ơi, nó bay qua, Thông ơi. Đó. Nè, đây con nè. Trời ơi, đã cho anh ba. Phóng cắt vô đầu một à. Thì con. Bỏ đây đi. Lại nó, ừ, lại nó đi. Đâu rồi, nó chạy đâu rồi? Không, ăn cái nó té rồi mà bây giờ con gác chạy á. Con tiêu luôn rồi. Đi kiếm cái này mày. Chui đâu con tiêu rồi. Trời nắng quá trời không thấy. Con đẳng cho sang với thằng Thông dưới anh em. Lại phụ con này. Còn lại đâu? Con mới bệnh á. Nè, thấy con dưới này nè. Đi kìa, thấy con luôn nè. Đó. Hay chỗ mấy cái chấm chấm lá vàng hết con nghe. Ờ. Ông bây giờ nằm đó đó. Mà bây giờ cái đầu nằm đâu? Bán đại đi gớt lụm dưới đầu nằm đâu. Ông bây giờ đó. Lụm nha. Ừ. Đó. À, tao bắn ngay cái đuôi. Từ từ. Nó bịt lù. Ờ. Thôi, vô rồi đó. Thay. Để kiếm kẻ bắn. Chậm thôi cho tôi, đừng rung. Mày. Tôi có giò nữa rồi. Còn thấy không anh? Thôi thương mạnh, nặng lắm rồi. Để bụng mà. Bắn anh đi. Vết luôn rồi kìa. Vết bây giờ bị giò rồi. Đi chuyện này, vết kìa. Nó thấy rồi. Nó ngâm một mũi đó. Đó. Rớt, phóng, rớt luôn giờ. Ý, từ từ, nè, núp nè, cái đầu nè. Cái đầu nè, trời ơi. Ê, nó qua bên đây. Để qua bên đây. Chị. Lo con đó đi. Chưa, để tôi qua bên đây cái hả? Đâu? Đâu rồi bê? Ờ thấy rồi để. Khoan ở đây nhúc nhích con nè. Đừng có bắn, để tao. Đấy,
Mày chở vô cái cây rồi tạt vô cái đầu. Rớt nè, rớt nè, rớt nè. Hết nổi rồi. Rớt nè. Rồi im đi, nè đưa cái đầu ngon quá, để tao. Trời ơi. Nó lắc rồi, nó lắc rồi, nó rớt rồi, bị thương rồi. Vô cái đầu xỉn rồi, rớt. Chưa, chưa chịu, Minh tiếp Minh. Đây nè, nguyên cái đầu nè. Nguyên cái đầu nè. Rồi chết rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Rớt. Buông tay Minh ơi. Yeah. Con thứ 11. Anh nãy làm lên con thứ 10 rồi. Nãy làm con thứ 10 hết sọt rồi. Con thứ 11, đây con thứ 10 đây. Đây con thứ 11. Đâu? Cái gì này luôn nè, cái gì này luôn nè. Này hả? Rồi để kiếm. Thấy mày tính tiếp. Máy gần hết pin rồi. Không đâu, không đâu. Nó nằm suốt ở trên luôn anh ơi. Chỗ nào? Nè, anh thấy cái chỗ khe giữa không? Cái khe giữa của cái cây đuôi gà đó. Nó nằm ở trên đó đó. À, đó, 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 em thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Mới thay dây còn gì mới. Mày. Ủa, ủa chị, mạnh dữ vậy. Luôn qua bê rồi. Chỗ nào đâu. À, tàu đó đó hả. Ê, qua cái xài dễ ăn nữa. Đi, chân đâu, chân đâu, chân đâu. Chạy trước luôn. Chân đậu, chân đậu quay. Tao xỉn quá rồi. Làm có 7 cái kiện nhiều nhiều. Anh không thấy luôn á. Anh làm nãy giờ mấy đôn kiện rồi bảy. Mà nãy giờ cũng mấy con kiện luôn rồi đó. Chưa thấy luôn á. Đâu rồi? Đúng cái xài, dễ ăn rồi. Đâu, cái xài này bự phải không? Đồng minh, đồng minh. Hai con hả? Dạ, dạ. Đọc đi. Đâu? Hai con hả? Một con rồi vô mấy con con á. Mình thấy à. Rồi, gì vậy? Thấy đâu Quý? Chưa thấy luôn á. Kiếm hai cái anh em ơi. Giờ hiện tại chưa thấy à. Nó nằm ngoài cái bụi ngoài này gì nè. Bê bê. Nó nằm ngoài bụi này nhìn nó nghe. Bụi chùm ghế ngoài này nè. Tẹt nghe, tẹt nhìn nghe. Đó, rồi chung luôn rồi. Con đeo chảnh kìa. Để tiếng kẻ. Gió quá anh em ơi. Ra biển gió. Mày. Đó nó dính chảnh luôn rồi. Ừ. Gió quá sao bắn. Ra biển gió rợn è. Dạ anh cố gắng anh em. Thấy không? Gió quá à, bắn nó lạc đạn. Rồi nó dính nó chảnh luôn rồi bê ơi. Chết cái gì rồi, dính chảnh luôn rồi. Bắn giờ nó không giống dính mà.
Vì ta gió quá nó lạc đạn anh em ơi. Chỉnh đạn lại đây. Rồi nó nằm im ru luôn rồi. Giờ cứ thế nha. Không có thế băng. Gió của trời nó lạc đạn anh em ơi. Qua đây rồi B, tao chỉ cho B. Án cái cây nó tẹt tới tẹt lui, tẹt tới tẹt lui. Qua đây tao chỉ vô nè, tao bắn dính chảnh luôn hay gì rồi. Không. Kìa. Cái cục chùm để trên đó, cục đen đó. Anh bắn còn sống kìa, chúng chết kìa ba. Thì đó, anh bắn đó. Anh bắn nó dính chảnh luôn rồi. Ơi. Ra đây gió, ù ù ù. Hết thấy luôn em, ra xa luôn rồi. Ra tới biển luôn rồi. Nó chết rồi, anh văn chúng nó chết rồi. Nó gió đợn tè tè vẫn không có được. Đó, ngay chỗ luôn, ngay chúng nữa đó. Nó hết chạy luôn rồi đó. Chết rồi. Thiệt tình chứ. Băng gió này không biết đạn nó bị lệch hết trời luôn. Trúng rồi. Đi đến ngay chẳng ba. Trúng rồi, anh bắn hồi nãy giờ anh bắn. Anh bắn mà nó không chạy luôn mà. Chết rồi, chết rồi. Nó chết rồi, nó chính nó chạy nó, nãy anh bắn chết rồi. Sang leo luôn anh em ơi. Bò cho rớt đi ơi ơi. Cực lắm. Đây nhánh cây không mà, anh bắn chết rồi. Còn nguyên chảnh nè mà bây giờ anh bắn chết queo rồi. Hả, à, một cây nén á hả? Ừ, nó đó. Cái đó không? Ừ, đúng rồi. Nó chết queo rồi, nó dính lên trên chẳng ba vậy nè. Gió quá, bắn nãy giờ lạc đạn cây nó tẹt. Nó ngã đầu ra, nó chết rồi. Nó nằm nó chịu trận luôn rồi đó. Đúng rồi, hay quá. Nó thọc đầu xuống rồi thấy không? Nè, nó thọc đầu xuống rồi, nó chết rồi. Thấy chưa? Chúng cái cây tẹt à thấy không? Nó thọc đầu xuống rồi, cái nữa là gớt à. Đó. Trời ơi, trời chứ. Bắn hồi mệt luôn á, chơi thun giờ đứt luôn hay gì vậy? Đó, gần gớt rồi đó. Đó, thấy chưa? Nó dính cái giò. Hết đạn luôn. Mày hả bụi, không gớt luôn. Cái nữa gớt à. Gớt. Trời ơi, chưa gớt luôn. Nó dính cái giò chẳng thấy gì rồi. Gớt. Trời ơi, chưa gớt luôn. Phát nữa gớt á. Tòng tan rồi. Hay lắm. Má mỏi dài quá. Nghe cái giò á, bắn nghe cái giò là gớt à. Trời ơi, còn 4 viên đạn à trời. Đó, vậy mà cũng gớt luôn nữa. Nó toàn tan hoài luôn. 4 viên đó hết đạn luôn hả? Ừ. Một cái giò nữa mày. Rồi gớt rồi. Trời ơi, nó toàn tan rồi. Nén ơi. Gớt rồi. Chưa luôn. Xuống đi. Đồ ôm trái xài. Ý, còn bóng nữa. Hoàn đầy tan cho nó một cái nữa chứ rồi. Trời ơi, nó dài như đĩa vậy á.
xong rồi mà xong. Xong rồi mà xong. Làm tốn mẹ hết nửa ký đạn rồi. Nó dính toàn ten chảnh. Nãy bắn nè. Nè, quốc viên ngay mang tay nè. Quốc viên chết rồi. Mà nó toàn ten quảnh hoài luôn. Con thứ 12 nha, nãy thông tịch tịch nữa con 13 rồi thấy không? Hết pin luôn á. Trời ơi, còn có 10 13 100 pin luôn á trời. Còn nữa là con nữa. Trời ơi, lú cái mu lưng sao bắn. Mày hả Bụi? Vinh nào ơi, Vinh nào ơi, nè chuẩn bị chật nè. Hết. Sẵn rồi, sẵn rồi, chúng đầu sẵn rồi. Sẵn rồi, sẵn rồi. Bà báo này là tiêu diệt sóc nè, giữa ức luôn nè. Một em nữa nha anh em. Xuyên tim, ngay tim. Trời ơi trời, nay tôi bắn dưới trời, tôi nhờ mấy đồng bia mà tôi bắn dưới trời. Rồi đi tiếp nè, coi còn nữa không nè. Tiếp tiếp anh em ơi, gần hết viên rồi, còn mười mấy phần trăm anh em ơi. Cái này bự có con nào không? Giống gắn lục mà, không phải con gắn lục xanh, nó có mỏ y chang gắn lục luôn mà con gắn gì nè. Ê! Bê đang bắn. Ba này đủ chết không? Nó báo. Nè. Ê! Nó giống gắn lục xanh mà con gắn này con gắn lục xám xám. Nè cái đầu y chang lục xanh này đúng không? Vô ghê quá mọi người. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Anh bê kìa. Ủa không phải chân à? Cái lục gì vậy? Nó y chang con lục xanh luôn mà nó không phải lục xanh. Cơm đâu cơm, con đi. Lục xám, lục gì á. Thôi bỏ đi đi. Mấy quỷ này. Không ăn uống gì được đâu. Mình nó độc. Cho mày chết đi. Lên đường. Anh bơi chạy lên đường mình không được tao. cái sợ gắn nó chạy dữ lắm. Có cái động lực. Rồi có động lực. Rồi lên dốc luôn. Lấy em ơi. Giờ anh em mình mệt hết trơn rồi, thu quân. Thu quân về. Rồi review cho anh em xem. Rồi mấy anh em mình thu quân về tới nhà, tới hôm thay của cô Trinh Hòa ở ngoài Nam Du nha anh em. Đây mình đi săn ngoài Nam Du. Đây là thành quả của anh em, mấy anh em mình đổ ra. Út đen thùi lùi một đống. Con này muốn sình hay giữ bụng. Tình hình là bên bên đảo không có cu nhí anh em. Hết cu rồi, không có. 3 4 5 6 7 8 em cũng thở chứ. 9 em đang khều lùi. 10 cục đang khều lùi. 11 cục đang khều lùi. 12 cục đang khều lùi. Thêm cục xám. 13. Ôi còn mấy con lạc nhắc bỏ đi. Đừng tính. Ừ. Rồi con đó hồi lòng lắm. Hiện tại thì nay mấy anh em mình đi săn được 13 em 12 em sóc đen. Sóc đảo nha. Đây một em chuột. À, chuột đảo. Còn mới lông đuôi đây nè. Đây. Hiện tại bên shop bà báo có bán lông đuôi luôn nha. Có bán lông đuôi luôn anh em ơi. Không. Cho nó bán lấy gì đâu đi em biết vậy. Đó. Sóc đây sao nó không có màu ta? Màu đen. Nó có màu đỏ. Rồi thôi nay mấy anh em mình đi săn nhiêu đây thôi. Rồi mình xin kết thúc clip. Anh em xem nếu có hay thì cho mình một like, lượt chia sẻ và lượt đăng ký kênh nha. Rồi chào tạm biệt anh em. Cả nhà ơi, chào tạm biệt anh em nha. Hẹn anh em clip sau.